Anh Nhất, chuyên gia máy lợp. Chào anh. Anh ơi, em đang có nhu cầu làm cái mái nhà bằng mái gỗ ở quê cho bố mẹ em ấy. Thì anh tư vấn giúp em với ạ. Cái giải pháp mái bằng tre gỗ đấy anh ạ. Thì nó là cái giải pháp truyền thống từ xưa, làm rất là nhiều. Nhưng mà cái giải pháp này nếu mà anh dùng cái loại chất liệu gỗ cao cấp thì nó cũng hơi đắt tiền. Và cái thứ hai là nó dễ bị cong vênh, mối mọt và bảo dưỡng rất là nhiều ấy. Anh ơi, em nghe ở nhà ấy, thì mọi người bảo em là đổ bê tông mái chéo, sau đây dán ngói. Thì theo anh thì giải pháp đấy thế nào anh? Theo tôi thì cái giải pháp mà sử dụng cái bê tông dán ngói đấy thì nó cũng hơi nặng nề và tốn kém anh ạ. Thì nó cũng chưa được tối ưu cho lắm. Anh ơi, thế vậy thì anh tư vấn cho em cái giải pháp nào nó vừa hợp lý, vừa tiết kiệm. Hay quá. Mời anh sang bên này, tôi sẽ giới thiệu cho anh một cái giải pháp này rất hay. Cái này sử dụng toàn bộ một cái hệ thép siêu nhẹ, cường độ cao, chống rỉ tốt, nhôm kẽm, tĩnh điện, cho nên là cái độ bền của nó rất là cao. Nó rất là trơ với cái môi trường, đặc biệt là cái môi trường ở vùng ven biển, cái lồng độ muối cao anh ạ. Anh ơi, về cái chất lượng thép thì rất ok rồi. Nhưng mà anh có thể tư vấn cho tôi thêm là làm lên thì liệu nó có chắc chắn không? Thì anh lại hoàn toàn có thể yên tâm. Đó là cái hệ, toàn bộ cái hệ khung thép này được liên kết với nhau 100% là ốc vít, không có một mối hàn nào anh nhá. Và toàn bộ những cái liên kết của cái thép này của chúng ta xuống cái phần tường là bằng nở bản mã, toàn bộ 100% hết, nên là hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm bão gió là không bao giờ lo, đúng không ạ?